vị, hôm nay thứ tư ngày 16 tháng 2 năm 2022, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh cần nghiên cứu để thiết lập phương thức số giao tiếp giữa chính quyền và nhân dân gắn với chủ đề năm của thành phố là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp. Đây là chỉ đạo của đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại buổi duyệt kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ chương trình công tác năm 2022 của sở. Năm 2022, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh tập trung vào 5 đề án chương trình trọng tâm như đề án tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh, đề án thành lập Thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, đề án chuyển một số huyện thành quận giai đoạn 2021-2030, đề án tổ chức phong trào thi đua sáng tạo và các giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030. Chương trình cải cách hành chính nâng cao chỉ số cải cách hành chính 3 Index giai đoạn 2020-2025, trong đó sở sẽ xây dựng chương trình công tác với 80 nội dung đầu việc để triển khai. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Văn Mãi thống nhất với những báo cáo kết quả và định hướng của Sở Nội vụ. Đồng thời, đồng chí đánh giá cao những kết quả mà sở đã đạt được trong năm khó khăn vừa qua, nổi bật nhất là việc điều phối nhân lực phục vụ cho công tác phòng chống dịch. Là các đồng chí đã điều phối được cái nhân lực phục vụ cho công tác phòng chống dịch. Cái này rất quan trọng các đồng chí. Nếu như các đồng chí không làm tốt được cái việc này thì chắc chắn là công tác phòng chống dịch chúng ta sẽ gặp rất là khó khăn. Những câu chuyện này các đồng chí phải nhấn mạnh nè. Làm sao chúng ta phải cải thiện cho được cái chỉ số cải cách hành chính. Có thể nói là tốt rồi nhưng phải tốt hơn nữa. Bởi vì các đồng chí biết đó, công tác cải cách hành chính ở Thành phố Hồ Chí Minh này nè, không chỉ tác động như một tỉnh, một thành phố bình thường khác, mà tác động rất lớn đến kinh tế cả nước, tác động đến cái việc chung của đất nước. Và chúng ta phải nghiên cứu để thiết lập cái phương thức số giao tiếp giữa chính quyền và công dân. Đề án sắp xếp lại cái hệ thống y tế, nhất là bây giờ chúng ta đặt vấn đề là chuyển cái trung tâm y tế, bệnh viện, quận huyện về cho quận huyện quản lý, củng cố lại cái hệ thống y tế cơ sở. Làm sao cho chúng ta xây dựng một cái đề án để làm sao cho trạm y tế nó hoạt động có hiệu quả. Như vậy thì chúng ta phải định vị cái vị trí của trạm y tế trong cái hệ thống y tế cơ sở. Chúng ta phải có những mô hình, những cơ chế để cho trạm y tế nó hoạt động. Về cái mảng công tác cán bộ, công chức, viên chức, làm sao chúng ta thực sự chọn cho được những người phù hợp vào cái hệ thống chính quyền. Chúng ta cũng phải nghiên cứu và đổi mới đào tạo. Và ở đây tôi đề nghị là Sở Nội vụ phối hợp với Học viện Cán bộ để làm sao chúng ta đào tạo thêm chức danh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cũng lưu ý về công tác thi đua khen thưởng không được rập khuôn, các phong trào thi đua cần được phát động rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân, các giải thưởng phải được lan tỏa trong toàn xã hội để người dân cùng tham gia. Thành phố Thủ Đức vừa đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh xem xét bố trí số lượng phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Thủ Đức là 4 người, tăng thêm 1 người phụ trách lĩnh vực dự án. Thành phố Thủ Đức cũng đề nghị tăng thêm một phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân. Bên cạnh đó, về số lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn, 13 cơ quan, Thành phố Thủ Đức đề nghị bình quân là 4 người tại mỗi cơ quan, đồng thời đề xuất số lượng biên chế công chức viên chức được sử dụng đến năm 2026 tại Thành phố Thủ Đức là 3/4 số lượng biên chế tại thời điểm sáp nhập 3 quận, quận 2, quận 9 và Thủ Đức. Thành phố Thủ Đức cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị chính phủ điều chỉnh quy định về số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở phường theo hướng xem xét đến quy mô dân số để bố trí biên chế phù hợp với thực tiễn, đảm bảo công tác quản lý nhà nước ở địa phương. Thưa quý vị, thời gian qua tại một số địa phương ở các tỉnh phía Nam đã xảy ra hiện tượng khan hiếm cục bộ xăng dầu. Theo Bộ Công Thương, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên chủ yếu là do nhà máy Nghi Sơn có sự suy giảm lọc dầu, dẫn đến không đảm bảo nguồn cung cho các doanh nghiệp đầu mối. Điều này cũng cho thấy nguồn cung thực tế trong nước không hề thiếu. Việc này cũng được Bộ Công Thương xác nhận. Trong những ngày trước và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã phối hợp với lực lượng chức năng giám sát các loại hình kinh doanh xăng dầu theo từng địa phương.
Theo đó, từ ngày 28 tháng 1 đến ngày 8 tháng 2, tại một số tỉnh thành phố như Đồng Nai, An Giang, Hậu Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng phát hiện một số đơn vị kinh doanh đóng cửa, tạm ngưng hoạt động do nhiều nguyên nhân như không có đủ nguồn cung xăng dầu, lượng tiêu thụ xăng dầu của người tiêu dùng tăng cao do nhu cầu đi lại, không có đủ nhân lực để kinh doanh tại các cửa hàng. Tại An Giang đã có khoảng 23 cửa hàng kinh doanh xăng dầu đóng cửa. Tại Sóc Trăng, ngày 9 tháng 2, đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương đã bất ngờ kiểm tra và phát hiện cửa hàng xăng dầu còn hàng nhưng treo bảng hết xăng. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 2, đoàn kiểm tra liên ngành của Thành phố Hồ Chí Minh vẫn phát hiện một số cây xăng vẫn treo bảng hết xăng. Từ khi ngày 8 tháng 2 tới giờ thì chỉ cung cấp cho mình một xe 24 khối cho 5 chi nhánh nha. Và tới giờ này là chưa đặt được hàng được, bên VNBS không có việc đó, nên cái xăng hiện tại tôi là hết xăng. Ngày 14 tháng 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn có một cửa hàng tại quận Tân Bình treo bảng hết xăng hết dầu. Theo báo cáo của Bộ Công Thương, trên phạm vi cả nước đều đã xuất hiện những hiện tượng khá giống nhau, đóng cửa hàng hoặc mở ít giờ, bán nhỏ giọt, tìm nhiều lý do để trì hoãn mở cửa hoặc bán với giá cao hơn, gây tâm lý bất an cho người dân. Bộ Công Thương cho biết hiện tượng một số cửa hàng xăng dầu ngừng bán hàng là do thiếu nguồn cung. Song trong buổi làm việc với Bộ Công Thương, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành khẳng định xăng dầu trong nước dự trữ hoàn toàn đầy đủ, chúng ta có đủ cơ chế tiềm lực để đảm bảo không bị thiếu hụt xăng dầu. Theo nghị định mới được áp dụng từ đầu năm 2022, thì chu kỳ điều chỉnh giá xăng dầu từ ngày 15 ngày đã giảm còn 10 ngày, thời gian điều hành giá xăng dầu vào các ngày 1, 11, 21 hàng tháng. Tuy nhiên, việc điều chỉnh giá xăng dầu tăng hay giảm không theo quy luật nhất định đã không chỉ ảnh hưởng tới người dân mà còn ảnh hưởng tới sự tăng trưởng minh bạch của nền kinh tế. Sau một loạt phản ánh của các cơ quan báo chí, chính phủ đã vào cuộc. Bộ Công Thương thì rút ráo kiểm tra nên thị trường xăng dầu đã được điều chỉnh giá theo hướng đồng loạt tăng mạnh. Dù muộn nhưng xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh sát với giá thế giới, doanh nghiệp cũng bớt phần gánh nặng. Tuy nhiên người tiêu dùng đã phải chịu cảnh giá mua tăng cao đột ngột, vậy nên họ đặt ra những băn khoăn và bộ điều hành quản lý mặt hàng này. Cứ sau một khoảng thời gian đấy thì cái sự tăng giảm của xăng nó không được ổn định. Cơ quan điều hành và cơ quan quản lý cái giá xăng đấy của bộ công thương ấy là nên xem xét lại cho cái giá xăng nó ổn định hơn để cho người dân yên tâm. Lúc trước đổ có 20, bây giờ phải đổ 30 là được có lít mấy à, mà đâu có dám chạy vòng vòng nhiều hết xăng mà không có khách. Xăng dầu nó cũng liên quan tới vấn đề mà cuộc sống đời thường của người dân. Chẳng hạn như bình thường nếu mà xăng rẻ, chú có thể chú chạy hoài chú không sợ. Thì nó rẻ, chú không sợ, nhưng mà ai cũng có tiền hết. Còn bây giờ xăng mắc quá, bước chơi ở đường người ta đã ngại rồi. Đi xe ôm cũng mắc nè, và tất cả các gì cũng mắc hết. Vậy có hay không, việc nhằm đảm bảo lợi nhuận, các đầu mối tư nhân có lẽ đang chờ giá thế giới hạ nhiệt, sẽ cung ứng ổn định trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới tăng cao. Hay đối với trường hợp doanh nghiệp đã nhập với giá cao hơn so với giá bình quân tại thời điểm điều chỉnh, họ cũng chờ chu kỳ điều hành tăng giá tiếp theo mới tung ra thị trường, mới đảm bảo được lợi nhuận. Theo các chuyên gia kinh tế, mặc dù Bộ Công Thương đã đưa ra thông tư số 517 để chấn chỉnh tình trạng găm hàng, cũng như đã điều phối các nhà máy khác tăng dung lượng cung ứng ở trong nước, song rõ ràng việc nhận diện các lỗi của các đại lý bán lẻ và việc xử phạt với các hành vi găm hàng trục lợi xem ra chưa nghiêm. Dường như một mặt là bộ khá là quan liêu, không nắm chắc được tình huống, kiểm tra cũng như là đốc thúc kiểm tra rất nhiều đoàn nhưng không chỉ ra được một cái gọi là cây xăng nào vẫn còn hàng mà không bán hàng, hoặc là có thông tin nhưng không chịu công bố. Cái thứ hai nữa đó là để tình trạng này kéo khá dài. Trước đó, thông tin nhà máy lọc dầu Nghi Sơn cắt giảm công suất khiến các đầu mối xăng dầu lớn lo thiếu nguồn cung cho thị trường nội địa. Đơn vị này đang chiếm 35% tổng nguồn cung xăng dầu trong nước. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của chính phủ và sau khi có nguồn cung cấp bổ sung tạm thời về tài chính từ phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, nhà máy lọc dầu Nghi Sơn hiện vẫn duy trì sản xuất tạm thời cho đến khoảng tháng 5 năm 2022. Vậy nên rất may là tình trạng khan hiếm xăng dầu giả tạo chỉ diễn ra ở diện hẹp, cục bộ tại một số địa phương. Nhưng về lâu dài, vai trò quản lý nhà nước với mặt hàng đặc biệt này không chỉ trông chờ vào Bộ Công Thương, đơn vị đang làm hết các chức năng bao sân, vừa đá bóng vừa thổi còi. Đảm bảo an toàn
cái năng lượng, an ninh năng lượng xăng dầu của Việt Nam ấy, thì không chỉ là Bộ Công Thương. Thời gian tới có lẽ cần phải có một sự điều chỉnh cái cơ chế đảm bảo cái an toàn năng lượng nói chung và an toàn xăng dầu nói riêng của Việt Nam. Theo tinh thần một là tăng cường cơ chế thị trường, cạnh tranh nhiều hơn nữa và tự do hóa kinh doanh nhiều hơn nữa cho các cái hoạt động này. Thứ hai là tiến tới hình thành một cái quỹ hay là một cái nguồn dự trữ xăng dầu quốc gia, chứ không phải là trông cậy vào các cái gọi là dự trữ của các cái doanh nghiệp đầu mối. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tình trạng găm hàng xăng dầu. Câu chuyện khan hiếm, tăng giá, thiếu hàng cục bộ đã từng diễn ra rồi lặp lại đối với mặt hàng này. Nếu không được quản lý, điều hành một cách khoa học, chặt chẽ, thì việc điều hành cung ứng xăng dầu sẽ có nguy cơ gây tổn hại nặng nề, vì đây là mặt hàng dự trữ chiến lược đặc biệt quan trọng, có tác động lớn đến đời sống và nền kinh tế. Cũng liên quan đến vấn đề này, báo Pháp Luật số ra sáng nay có bài Bộ Công Thương nói về rối ren trên thị trường xăng dầu. Ông Trần Duy Đông, vụ trưởng vụ thị trường trong nước thuộc Bộ Công Thương thẳng thắn nhìn nhận. Đúng là việc thiếu hụt cục bộ chưa hoàn toàn được khắc phục, tuy nhiên phải khẳng định rằng tình hình hiện nay có tốt hơn so với một tuần trước. Giải pháp cụ thể về điều hành, ông cho biết sẽ theo dõi sát tình hình để đề xuất phương án điều hành phù hợp nhất, hài hòa nhất. Giải pháp thứ hai là đảm bảo nguồn cung. Vấn đề này Bộ Công Thương vẫn đang thường xuyên cập nhật dữ liệu mới nhất của các doanh nghiệp đầu mối, doanh nghiệp sản xuất. Giải pháp thứ ba là công tác kiểm tra giám sát thị trường, doanh nghiệp phải chia sẻ, tránh tạo ra tiền lệ để gây sức ép với cơ quan quản lý nhà nước. Bước sang năm 2022 với không nhiều dự án mới được chào bán, cho thấy thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì tình trạng khan hiếm nguồn cung nhà ở. Những trở ngại pháp lý, thời gian cấp phép kéo dài khiến cho nguồn cung dự án mới tắc nghẽn. Trong khi đó, nhu cầu nhà ở của người dân thành phố Hồ Chí Minh ngày càng lớn, gián tiếp khiến cho giá bán nhà đất ở đây tăng cao. Doanh nghiệp địa ốc này đang có kế hoạch phát triển về một số tỉnh hiện có quỹ đất lớn và nguồn. Mời quý vị cùng đến với chuyên mục điểm báo. Thưa quý vị, sáng nay ngày 16 tháng 2, gần 4.000 thanh niên của thành phố Hồ Chí Minh sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Các cơ quan đơn vị địa phương của thành phố đã hoàn thành công tác chuẩn bị cho lễ ra quân. Những thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đang háo hức lên đường trong sự quan tâm, động viên của người thân và chính quyền, đoàn thể các cấp. Trong đợt tuyển quân năm nay, tại xã Nhân Đức, huyện Nhà Bè, có hai anh em ruột là Lê Thanh Bình, sinh năm 2002 và Lê Anh Minh, sinh năm 2003, ngụ tại 10/12 ấp 4, cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Hai bạn trẻ cho biết, được thực hiện nghĩa vụ quân sự là niềm vinh dự tự hào của các bạn. Ở môi trường mới này, hai anh em sẽ có nhiều trải nghiệm mới và rèn luyện tác phong, tính kỷ luật. Nếu có điều kiện, bọn em muốn phục vụ lâu dài trong quân ngũ. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định duyệt đề cương nhiệm vụ và tổng dự toán chi phí lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Trong nhiệm vụ lập đồ án quy hoạch chung thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân thành phố đề ra 5 lưu ý quan trọng. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đưa ra 3 mục tiêu của việc lập quy hoạch. Thứ nhất là phù hợp với định hướng phát triển của toàn vùng thành phố Hồ Chí Minh, hướng tới phát triển thành phố trở thành trung tâm giao thương quốc tế của vùng và quốc gia, trung tâm văn hóa, tri thức sáng tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, trung tâm du lịch, tài chính thương mại, logistics. Thứ hai là đáp ứng các yêu cầu mới trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Thứ ba là tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý phát triển, đầu tư xây dựng các khu vực trong đô thị và hoàn thiện hệ thống kỹ thuật khung của đô thị theo quy hoạch. Theo hiệu trưởng các cơ sở giáo dục ở thành phố Hồ Chí Minh, việc kiểm tra học kỳ 1 đối với lớp 1, 2 và lớp 6 sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp tại trường vào đầu tháng 3 năm 2022. Đề thi nhẹ nhàng vì kết quả học trực tuyến không đồng đều giữa các học sinh, nên khi học trực tiếp trở lại, quá trình ôn tập củng cố kiến thức sẽ là cơ sở để các giáo viên và nhà trường điều chỉnh mức độ đề kiểm tra. Tuy nhiên, việc đánh giá giữa kỳ hay cuối kỳ chỉ là kiểm tra xem học sinh đang ở mức độ nào để hỗ trợ, phụ huynh cũng được biết năng lực của con em mình như thế nào. Trong học kỳ 2, hiệu trưởng các trường trung học cơ sở có thể trao đổi với phụ huynh để tăng cường thời gian học trực tiếp với điều kiện an toàn. Trong đó, học sinh khối 6 đến khối 8 có thể kéo dài thời gian kết thúc năm học đến ngày 15 tháng 6 để đảm bảo có không quá 2 tuần ôn tập củng cố. Cơ quan bảo vệ dữ liệu của Liên minh châu Âu EDPS vừa lên tiếng kêu gọi chính phủ các nước cấm sử dụng phần mềm gián điệp gây tranh cãi Pegasus do công ty NSO có trụ sở ở Israel phát triển. Cơ quan này cho rằng đây sẽ là cách thức hiệu quả nhất để bảo vệ các quyền tự do và quyền cơ bản của người dân.
Trong thông báo ngày 15 tháng 2, EDPS nêu rõ, việc sử dụng Pegasus tiềm ẩn nguy cơ về một mức độ xâm nhập chưa từng thấy, có thể can thiệp vào những khía cạnh riêng tư nhất trong cuộc sống hàng ngày của người dân. Kết quả cuộc điều tra năm ngoái do 17 cơ quan truyền thông thực hiện cho biết, Pegasus được sử dụng nhằm theo dõi người dùng trên quy mô toàn cầu. Phần mềm này có thể chuyển đổi một chiếc điện thoại di động thành một thiết bị theo dõi cá nhân. NSO tuyên bố không thể xác nhận hay phủ nhận bất kỳ khách hàng tiềm năng nào cho Pegasus. Họ cho biết không vận hành hệ thống một khi nó được bán cho khách hàng hay tham gia bằng bất cứ cách thức nào vào hoạt động của hệ thống. Việc tăng thời gian chờ giữa hai mũi tiêm cơ bản của vaccine COVID-19 bào chế theo công nghệ mRNA có thể giúp giảm nguy cơ mắc phải tác dụng phụ hiếm gặp của vaccine, thông tin từ các nghiên cứu mới của giới chuyên gia y tế. Theo hướng dẫn hiện nay của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Mỹ về vaccine COVID-19 sử dụng công nghệ mRNA, thời gian chờ giữa hai mũi tiêm cơ bản đối với vaccine do Moderna sản xuất là 4 tuần và của Pfizer-BioNTech là 3 tuần. Tuy nhiên, các chuyên gia của CDC đang tranh luận về việc tăng thời gian chờ giữa hai mũi cơ bản lên 8 tuần. Trong quá trình đánh giá nghiên cứu từ Canada và Anh vào thời điểm vaccine khan hiếm, các nhà khoa học phát hiện tỷ lệ viêm cơ tim đã giảm đối với những người có thời gian chờ giữa hai mũi từ 8 tuần trở lên. Theo đó, thời gian chờ lâu hơn sẽ giúp cơ thể có thêm thời gian để phục hồi từ phản ứng miễn dịch ban đầu của vaccine và làm giảm nguy cơ bị viêm cơ tim. Tuy nhiên, hiện giới chức Mỹ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc thay đổi thời gian chờ giữa hai mũi tiêm cơ bản. Đợt hạn hán nghiêm trọng trên diện rộng tại khu vực Tây Nam nước Mỹ và nhiều khu vực khác ở Mexico thời gian qua là đợt hạn hán nghiêm trọng nhất tại khu vực trong khoảng 1.200 năm trở lại đây. Đây là kết quả nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature Climate Change. Nghiên cứu nhấn mạnh, tình trạng ấm lên toàn cầu là nguyên nhân làm gia tăng mức độ nghiêm trọng của các đợt hạn hán xảy ra trong hơn 1.000 năm qua. Theo tính toán của nhóm nghiên cứu, dựa trên ghi chép về độ ẩm của đất trong 1.200 năm qua, nguy cơ đợt hạn hán này kéo dài đến hết năm 2022 là 94% và nguy cơ kéo dài đến cuối thập kỷ hiện nay là 75%. Trong thập kỷ qua, California cùng nhiều bang tại miền Tây nước Mỹ đã bị thiếu nước trầm trọng do các đợt tuyết rơi và mưa không đủ để bù lại lượng nước đã mất do hạn hán kéo dài. Năm 2021, đặc biệt khô hạn tại Mỹ, khi 95% diện tích các bang miền Tây đã ghi nhận tình trạng hạn hán. Thưa quý vị, lễ hội Nguyên Tiêu của người Hoa ở quận 5 thành phố Hồ Chí Minh đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là một nét đẹp văn hóa được kết hợp hài hòa giữa hai nền văn hóa Việt Hoa, được duy trì trong suốt hơn 30 năm qua. Vào tối qua, đúng vào ngày rằm tháng Giêng, lễ hội Nguyên Tiêu đã được diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc, với điểm nhấn là đêm hội Nguyên Tiêu Xuân Nhâm Dần năm 2022 diễn ra tại Trung tâm Văn hóa và Hội quán Nghệ An quận 5. Dự lễ có trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải. Một trong những điểm nhấn của đêm hội Nguyên Tiêu Xuân Nhâm Dần 2022 chính là chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố truyền thống. Và đây là một trong những điểm nhấn của hoạt động năm nay với sự tham gia của khoảng hơn 800 diễn viên với lộ trình diễu hành đi qua các cung đường tiêu biểu của quận 5 cũng như là các hội quán của cộng đồng người Hoa. Ví dụ như ở đây là hội quán Tuệ Thánh. Và đây là một trong những hoạt động cho thấy các chương trình văn hóa nghệ thuật tại thành phố Hồ Chí Minh đang dần hồi phục và lấy lại sức sống sau một khoảng thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Và thưa quý vị, hiện tại Ngọc Quý có gặp một người dân cũng đang đứng theo dõi chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố. Thưa chú, ngày hôm nay tham gia đêm hội Nguyên Tiêu của Xuân Nhâm Dần 2022 với hoạt động này biểu diễn nghệ thuật đường phố thì chú cảm nhận như thế nào, đặc biệt là sau một năm chúng ta các hoạt động đều bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh? Đây, thật sự năm nay thì nó cái ngày Nguyên Tiêu là rất là vui, đầy đủ hết á, đầy đủ, thậm chí tôi dắt cháu nội cũng đi theo coi, đi coi luôn á. Dạ, yeah. Yeah, khoảng cách đây 2 năm rồi, năm nay mới có là cái ngày Nguyên Tiêu của Đại Dương rất là vui. À, mình có mong ước gì vào đầu năm mới như thế này chú? Hy vọng vậy, hy vọng năm tới cũng có được như vậy. Yeah. Tết Nguyên Tiêu năm nay rất là đặc biệt, tổ chức trong một cái lễ hội mà dịch đã được kiểm soát, mà hy vọng sức khỏe mọi người ai cũng đều tốt.
công việc làm ăn, hy vọng mọi người đều có nghĩa là tiến tới công việc làm ăn tốt hơn, kiếm được nhiều tiền, gặp nhiều may mắn. Hồ quán Nghĩa An là nơi lui tới mỗi dịp rằm tháng giêng của các doanh nghiệp người Hoa trên địa bàn thành phố. Những năm qua, trong sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh, cộng đồng doanh nghiệp người Hoa đã đóng góp đến hơn 30% giá trị tổng sản lượng kinh tế. Lễ hội Nguyên Tiêu này là một cái lễ hội truyền thống của thành phố. Thì diễn ra hàng năm như vậy thì tập đoàn chúng tôi thì đã xuyên suốt tài trợ hơn 20 năm rồi. Thì qua những cái hoạt động như vậy thì mong muốn có thể lưu giữ được những cái giá trị về văn hóa của nhân tộc. Có thể nói là đồng bào Hoa ở quận 5 cũng như là các hội quán ở đây bàn, nơi quy tụ các đồng bào của người Hoa trên toàn địa bàn thành phố đã tích cực tham gia các hoạt động phát triển kinh tế, phát triển xã hội cũng như là các phong trào của địa phương, và đặc biệt là phong trào mà an sinh xã hội, chăm lo cho đồng bào nghèo trên địa bàn của quận 5. Và chắc chắn là trong thời gian tới, đồng bào Hoa sẽ tiếp tục là phát huy cái khả năng của mình trong việc phát triển kinh tế, từ đó để mà chăm lo cho xã hội, thực hiện cái vai trò của mình xã hội trong việc an sinh xã hội. Đêm hội Nguyên Tiêu Xuân Nhâm Dần 2022 được diễn ra tại hai điểm cầu, Trung tâm Văn hóa quận 5 và Hội quán Nghĩa An. Sau khi lãnh đạo thành phố đánh trống khai hội, đêm hội được mở đầu bằng chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố đặc trưng, giới thiệu vật phẩm cúng Tết Nguyên Tiêu và chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật tiêu biểu của đồng bào người Hoa để phục vụ nhân dân thành phố. Tại khu vực chánh điện của Hội quán Nghĩa An, người dân có thể đến dâng hương thỉnh lộc nhân Tết Nguyên Tiêu. Việc nỗ lực gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống cùng với những đóng góp thiết thực về mặt kinh tế của đồng bào người Hoa đã và đang cùng thành phố Hồ Chí Minh hướng đến những mục tiêu phát triển bền vững trong thời gian tới. Tết cả năm không bằng rằm tháng giêng, nhưng dịp rằm tháng giêng, Trúc Lâm Thiền Viện ở thành phố Villebon-sur-Yvette, cách thủ đô Paris 25 km về phía nam, đã tổ chức lễ cầu an cho bà con kiều bào người Việt ở Paris và các vùng phụ cận. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt.